màu hồng cánh sen ạ. À, còn gì đặc biệt nữa không? Dạ, em thấy bệnh nhân cứ suốt ngày lẩm nhẩm 60 giây bắt đầu miết vậy á bác sĩ. Xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Sinh đôi à? Dạ không ạ. Dạ, sinh đôi nhưng khác ngày ạ. À, hai chị em ruột à? Dạ. Giống nhờ. À, vậy lời nói đầu tiên cho phép con gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến chú Trấn Thành, chú Trường Giang và chú Ngô Kiến Huy cùng toàn thể tất cả mọi người ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con được chào giống chị con ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Ái Huy ạ. Còn con là Ngọc Quyền ạ. Dạ, hai đứa đến từ Bình Định ạ. Khu vực nào của Bình Định? Dạ, ở huyện Phù Cát ạ. À, Phù Cát hả? Dạ. Tụi con đến với chương trình Thách Thức Danh Hài lần này trước là để thi, sau là để gặp mặt chú Thành, chú Giang, đặc biệt là chú Huy ạ. Tại tụi con rất là mến mộ chú Ngô Kiến Huy ạ. Ồ. Cùng câu hỏi. Cùng câu hỏi. Con ơi, con có biết bài nào của chú Huy không? Dạ, con thấy người ta hay nói, hay bảo chú Huy là có một bài hit. Nhưng mà con thấy nhiều người ca sĩ cũng đâu có bài hit nào đâu ạ. Nhiều người ca sĩ cũng đâu có bài hit nào đâu ạ. Hãy đến bên kênh Huy nè và hát lên cùng Huy nhé. Lời hát sẽ làm cho con tim ta thêm biết bao rung động. Dù lúc tôi vui hay buồn, đều có bao bạn thương mến, đều giúp tôi vượt qua bao nhiêu gian lao bao khó khăn. Vì kiếm Huy là tôi. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ em hãnh diện ngày hôm nay luôn á. Tiếp được tôn vinh nè. Cái cảnh này là cắt riêng gửi email cho em nè. Ok. Để em đăng chứ. Rõ ràng. Rõ ràng. Con có biết là nickname mới của chú Huy năm nay là gì không? Dạ con chưa ạ. Vậy mà nói thích. Yêu thương nhau mà không tìm hiểu nhau thì không còn gì nữa. Thường dễ đi lắm à. Chú Huy năm nay tên mới rồi nha con nha. Dạ. Mr. Yellow. Rồi ai là người suối người còn lại đi thi? Dạ con ạ. Rồi ai là chị? Dạ con là chị ạ. Ok. Dạ. Rồi tại sao bạn này lại mê cái môn này? Dạ tại vì con rất là thích mang tiếng cười tới cho mọi người ạ. Tại mọi người cuộc sống này đau khổ quá nhiều, có nhiều điều để suy nghĩ nhiều nên là cần những cái tiểu phẩm hài hay cái gì đó để họ xả stress vậy. Tại sao con người lại đau khổ nhiều theo con? Dạ, tại họ cố chấp vào những cái hay là suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề hàng ngày. Ý là tại sao con nhìn thấy cái gì mà con nói là dạo này con người hay đau khổ nhiều? Bộ cái chỗ con ở người ta đau khổ nhiều lắm hả? Dạ không, tại con thấy người ta buồn nhiều á. Ở cái khu con ở hả? Dạ không, con thấy mọi người luôn á, đa phần là vậy. Các bạn có buồn không? Nè, có thấy không, mọi người ở đây đâu có ai mà buồn nhiều đâu. Dạ, con sai ạ. Nè, tại sao chú Thành hỏi như vậy là tại vì chú Thành thấy là đúng là cái khu của con. Tại vì đặc biệt là bà con ở miền Trung. Dạ. Thì cái khu vực đó, cái mảnh đất nó cằn cỗi hơn. Dạ. Ha. Cái điều kiện để làm việc cũng ít hơn nên đa số là bà con phải sống khổ. Dạ. Và quan trọng hơn hết là thiên tai nữa. Nhiều cái nó đến với người ta. Dạ. Nên không phải ai cũng hạnh phúc được hết. Đúng không? Dạ. Mà đặc biệt người miền Trung là cái nhóm người mà vui tính nhất. Rất nhiều danh hài là từ miền Trung. Anh Hoài Linh mà Trường Giang cũng ở miền Trung. Ngay cả anh Đàm Vĩnh Hưng là cái người rất là hài hước. Mặc dù ổng là ca sĩ nhưng ổng rất là hài hước. Cũng từ miền Trung. Mỹ Tâm cũng vậy luôn. Đúng rồi. Hồ Ngọc Hà cũng vậy luôn. Anh Quang Linh nhiều lắm. Anh Quang Linh tất Quang cả. Quang Dũng. Ủa vậy luôn à? Anh Quang Dũng là vui chơi mình Quang Dũng không vui lắm. Rồi. Nhưng mà mình tính những cái người mà vui tính thôi đó thì đa số mình thấy là họ đều đến từ miền Trung. Thì cho chú hỏi là cái nơi con ở thì con thấy là mọi người thường làm cái công việc gì để sinh sống? Dạ mọi người đều làm nông hết ạ. Làm nông hết à? Dạ. Gia đình con thì sao? Dạ gia đình con làm nông ạ.
Vậy là cái từ cái chỗ đó tới đây nó là một quá trình làm sao con tìm cái cách để mà đăng ký tham gia vô chương trình này? Dạ, con yêu thích chương trình này cũng lâu rồi, nhưng mà tại lúc trước con ở quê không có vào này được, còn nay là con vào trong này con học rồi. À, là có cơ hội vô đây học nè. Dạ. Ở ngoài Bình Định có một món, có món bún rất là ngon, biết bún gì không? Bún sứa. Không, ngon, rất là bình thường. Bún phở. Bún cua biết không? Dạ biết. Bún sứa chưa? Bún sứa thì bình thường, bún sứa ăn nhiều. Chết à, bún sứa chết à. Đúng không à? Đừng giận à. Rồi, thi nha. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Tình hình bệnh nhân trên kia tiến triển như thế nào rồi? Dạ, bệnh nhân không có hít ạ. Thế bệnh nhân làm nghề gì? Dạ, ca sĩ ạ. Chà, ca sĩ mà không có hít, căng đấy. Mà bệnh nhân vẫn thở được chứ? Dạ, bệnh nhân tuy không có hít nhưng vẫn thở bình thường thưa bác sĩ. Tôi có phương án là nên mua hít cho anh ta, cô thấy như thế nào? Dạ, nhưng mà chắc không kịp đâu bác sĩ, tại bệnh tình của anh ta đang chuyển sang giai đoạn MC rồi ạ. Thế bệnh nhân có dấu hiệu gì đặc biệt không? Dạ, dạo gần đây môi của bệnh nhân đang chuyển sang màu hồng cánh sen ạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Dạ, em thấy bệnh nhân cứ suốt ngày lẩm nhẩm 60 giây bắt đầu miết vậy á bác sĩ. Được lắm. Hay lắm. Được, cái này được. Có trí tuệ, có tri thức. Sa sẻ. Chịu. Cảm ơn ạ. Chúc mừng hai con được 2 triệu. Tiếp. Con thi tiếp à? Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ê, học bài chưa chơi game đấy? Bài dở nhiều vậy, biết gì đâu mà học. Thì mày học cái nào trọng tâm thôi. Sao tao biết cái nào mà trọng tâm? Đây nè, ngu quá à. Đó, mày thấy gì chưa? Nó chim nè. Chim là trọng tâm đó. Học đi. Đó, cái này cũng chim. Trọng tâm đó. Học đi. Cái này cũng chìm, trọng tâm luôn. Học đi. Đó, cái này nổi, đem ra ngồi nắng phơi. Mày đừng nói phơi xong rồi bảo tao học nữa nha, tao ngứa gan lắm rồi đó. Không, ý tao là phơi xong cho mẹ mày nhóm lửa cho dễ. Chứ cái bìa vậy, học gì? Mày đâu á? Tao đem ra ngồi nắng phơi, chứ mày ngâm ướt hết trơn rồi, lấy gì đâu mà học. Hết thời gian. Có ý nhưng không đặc sắc lắm. Dạ. Đây là cái vấn đề về định nghĩa thôi. Có thể đối với tụi con thì đây là hài hước. Dạ. Thì nó không hẳn là không hài hước. Dạ. Nhưng mà cái hài hước nó ở cái mức độ là học sinh. Và chúng ta đang thi một cuộc thi mang cái cấp độ là quốc gia. Yeah. Mọi miền đất nước, thấy không? Còn phải chinh phục khán giả cả ba miền thì yeah, nó không đủ. Vậy thôi. Yeah. Nó chỉ là khác nhau về định nghĩa thôi. Thì cảm ơn các con ngày hôm nay đến đây. Rất là dễ thương, hài lịch sự, có tư duy, có suy nghĩ đàng hoàng. Mặc dù là không thành công nhưng mà chú Thành vẫn cảm thấy dễ chịu và thích cái cách tụi con trình bày trên sân khấu. Dạ. Yeah. Yeah. Chúc cho con bé càng ngày càng có được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái góc nhìn hài hước tốt hơn để con có thể tiếp tục cái niềm đam mê này nha. Dạ, dạ. Cảm ơn hai chị em nha. Cảm ơn hai chị. Rồi, cảm ơn hai con.